Đây là bảng phiên âm quốc tế IPA. Ba mẹ hãy lưu cái video này vào để cho các con có thể luyện tập cùng cô nhé. Cô đã sắp xếp một cách rất là khoa học, dễ thuộc. Có hai điều cần chú ý trước khi chúng ta bắt đầu vào đọc. Thứ nhất là các con cần chú ý vào những cái màu. Ví dụ như màu hồng chính là các nguyên âm. Trong nguyên âm chúng ta sẽ có hai phần là nguyên âm dài và nguyên âm ngắn. Đây là những nguyên âm dài được thể hiện là có cái dấu hai chấm ở đằng sau. Còn lại là nguyên âm ngắn. Còn màu xanh, đây là nguyên âm đôi. Đôi có nghĩa là hai đó các em. Hai nguyên âm kết hợp với nhau tạo thành nguyên âm đôi. Và thứ ba là phụ âm. Trong phụ âm thì chúng ta sẽ có những cái âm mũi, có nghĩa chúng ta sẽ đọc bằng mũi đó. Khi mà các con bịt như thế này thì các con sẽ không đọc được. Đó, cho nên chỉ gọi là nguyên âm mũi nha. Và tất cả những cái âm này chúng ta sẽ đọc theo cặp. Khẩu hình sẽ giống nhau, khẩu hình miệng giống nhau, nhưng mà một cái rung cổ và một cái không rung cổ. Bây giờ các con cùng lắng nghe và sau đó luyện tập cùng cô nhé. E, sheep. E, ship. U, good. O, food. Or, door. O, on. Bird. A, teacher. R, car. A, cat. A, up. A, bed. Nguyên âm đôi. Ear, hear. Air, hair. A, train. Oi, boy. O, boat. Ow, cow. I, cry. Or, sure. Phụ âm. P, pick. B, boat. T, top. D, dog. K, kite. G, girl. Fish. Van. Sea. Zoo. Three. This. Shark. Television. Hat. Red. Mouse. Nose. Sing. June. Love. Watch. Yes. Chips.